Xin chào chị và các bạn, mình là Nemu của Nelet Gamer Channel. Thì hôm nay tiếp tục đến với cái series đánh BK bên Sẹo Quả Chung nha. Thì hôm nay là ngày thứ năm 17 tháng 10, thì Sẹo Quả Chung nó vẫn còn cái chế độ mà 100% đầu chiêu mà chọn thẻ đó. Ok, mình tranh thủ mình đánh thôi. Bữa nay mình tính làm video bên Sẹo Quả Nhật trước, nhưng mà tầm khoảng chiều nay Sẹo Quả Nhật sẽ up con ca phẩy, bởi cho nên là mình để hai cái ạt đó, nhiều khi biết đâu đánh được test được ca phẩy làm sao, đúng không? Ok, rồi mình quẩy là 100% đầu chiêu nha. Đó, hạt này cũng là 1577 điểm á, điểm cũng không thấp lắm đâu. 1636 rồi, ok, mình là người đánh sao ha. Đánh sao này phải nhớ á. Rồi. Độc chiêu. Lucky có phá được độc chiêu nè. Ok, lấy init đi. Mình đánh sao. Ôi ôi mai hả? Mai độc chiêu thì có cái choáng. Lin thì có độc, nhưng mà tính ra Lin đánh lâu dài nó sẽ ngon hơn con mai. Quan trọng con kia là con gì? Độc chiêu mà không có sợ gặp Jun như là gặp Vasa lắm. Hai con nó mạnh. Hamaru à, à đồ. Dạ, Hamaru à. Kèo này hả? À, sáng thấy gấu là một gấu, là hai gấu, là ba gấu, là bốn gấu, sáng thấy gấu thì hơi toan một rắn, hai rắn. Thôi đánh đánh chiêu chiêu trước đi, từ từ nguy hiểm quá. Dragonite thì biết đâu nó hồi sinh đúng không? Dragonite biết đâu nó hồi sinh. À, nó ra hai con đốt máy vậy, nó khó nhử mình. Nó khó nhử. Sẽ bư ren xăm. Choáng. Để có gì luôn à. Có gì luôn à. À, tiết tướng à, tiết tướng kìa. Tiết tướng kìa. Tiết tướng kìa. Ôi, tiết tướng kìa. Để vậy đi rồi, vì trước sau con kia nó cũng chết mà đúng không? Trước sau con ấy cũng chết. Heo bào. Ừ hay. Ôi, trước sau con này cũng chết à. Nó làm gì làm thì cái con Lucky cũng chết, bị đốt máu chết mà. Đó, nó làm gì làm cũng vậy thôi. Ủa, chứ sao con này cũng chết mà. Rồi, chết một con. Rồi, giờ ra con Mai thôi. Con Mai ra quẹt một cái. Con Mai quẹt một cái. Đó, rồi cho con nít nó quẹt không. Nó biết nó thua rồi. Tới đây là thua rồi đó. Nó biết rồi. Nó biết kết cuộc rồi. Mà ra kèo này nha. Nếu như mà con Lin á, lên khai sát thương thì còn đánh được nha. Đi biết đâu con Lin lên khai sát thương sao. Đầu hàng hơi sớm nha. Kèo đó là chắc chắn là mất, gần như là mất Hamaru rồi đó. Mà chỉ sợ không biết là mình đủ đam không. Tại con Lin mà lên khai sát thương rồi thì con nít nó quẹt vô không ăn thua. Rồi, mình là người đánh trước. Ai à. Mình là người đánh trước. Ôi ôi. Thế Maki đi. Đang có team nữ đẹp nè. Ôi ôi. Ai à. Chiru Hemia anh ta. Kèo này hai con này, 1-9, 1-10, quan trọng con kia là con gì. Thôi toàn. À, kèo này cầm Mian là ngon rồi. À, cầm Mian là ok hơn á chứ. Mian đục được con kia. Bây giờ hai chị em nghĩa nặng tình sâu luôn. Hai chị em nghĩa nặng tình sâu luôn. Ok, để chắc để con Chiru ra sao. Để Chiru ra sao chứ giờ sao giờ. Chấp nhận mất tướng. Chứ giờ không làm gì được á. Mình mà ra trước cũng vậy à. Tại vì con áp nó quẹt được chết được những con kia. Đó, vấn đề là vậy á. Mẹ ơi, vãi trưởng thiệt. Không chấp nhận, không làm được gì. Mình không mất tướng cũng không được nha. Không mất tướng không được. Tại vì con áp nó quẹt chết được những con kia. Vấn đề là vậy á. Xô. Em ngủ con gì luôn. À cha 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 cha. À đụ.
Ây 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 ây. Ít giáp giá. Mày. Rồi nó đi một cái nội tại nè. Con áp này như là được hai nội tại đúng không? Hai lần ẩn hai lần ấy mà đúng không? Để Mi An lên, chắc là để chắc là nó trốn con áp là để hai con kia lên á, để ô vẫn để luôn hả? Không nè. Ấy 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 ấy. Ít giáp giá. Bỉ. Ô. Chết rồi à. Phải. À chết 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 chết. Ủa mình tưởng đâu con áp nó còn một nội tại nữa ta. Ồ. Vậy khoa này con gì ta? Con Chiru vẫn hơn nữa. Khoa đó mình tưởng đâu con áp còn một nội tại nó để con Mian hoặc là để cái con Andy rồi kia lên tăng. Vẫn kiên quyết để luôn à. À ra môn bên này, có khiêu khích. Con này có phá búp ngon hơn nữa chứ. Mình đánh trước. Lấy ráp đi, chưa có vệ. Ôi. Có lông hổ không ta? Có không? Không, ôi ôi, mưa cai Mr. KT. Mưa cai thì có cái chuyển sinh. Lại có giảm thủ. Cái này hai con có 1, 9, 1, 10. Mẹ chắc là kèo là Magaki với lại áp Omega đúng không? Vòng vòng như đó thôi. Ôi Robert hả? Sun. Kèo này Robert ngon hơn. Robert có được cái giảm công. Robert được cái giảm công. Robert được cái giảm công. Buka nếu mà đầu chiêu mà choáng nhiều thì ngon. Ôi mẹ ơi cái gì vậy? Chọn con mưa cai kìa. Phải nồi. Nó chọn con mưa cai má ơi. Nó chọn con mưa cai. Chán rồi nữa. Sẽ khừa. Mẹ ơi. Đồ thôi toàn à, vậy con robot có nộ rồi mẹ choáng đúng con vậy má nè thôi toàn rồi phải trưởng biết ngay mà bo tài luôn mẹ con nó choáng vậy sao chơi mẹ choáng hợp lý luôn. Bó tay rồi. Ôi ôi mẹ nó chọn tiếp nữa. Mẹ mưa cai khó qua con trăng này. Cái gì mưa cai ơi. Mưa cai khó qua con trăng này gì. Khó qua con trăng này luôn. Kiểu như nói là con trăng này là không qua nổi đâu con. Không qua nổi đâu con. Hi ya. Ui mẹ mày không chết nữa. Không chết nữa hả? Đã bị chí mạng chết luôn á. Win nữa chí mạng đi. Chí. Chí. Ui ơi chí nhưng mà không đủ. Vãi trưởng đi. Chí nhưng mà không đủ. Như đó là chưa ăn thua. Như đó là chưa đủ, chưa ăn thua. Phải thiệt. Phải đâu phải nhưng mà hóa đá thì ngon rồi. Tại vì hóa đá là con mưa cai mình bật đầu chi một cái thôi là con mưa cai nó gây thêm sát thương lên cái tụi nào mà bị hóa đá đó. Là gần như là con mưa cai một cái đầu chi có thể con chi chết được luôn à, thua rồi.
Chuyết còn đá chí mạng nữa. Tên sau thì con Leona nó có nộ, nó cho Kata'e ăn nộ á. Kata'e ăn nộ. Ô chia choáng luôn, tuyệt vời, choáng luôn tuyệt vời. Kèo để gì không, để cho con kia đánh vô cho mình có nộ không, liều liều không. Đó, hồi xưa Sun này đó, sẽ khưa đó, đánh vô đi cho tao có nộ rồi. Đúng rồi, này là mình cố ý á nha, cố ý luôn á. Chưa đủ. Chà chà chà, Triết. Ôi ôi. Ừ, hơi có được cái choáng. Infinito. Nó để con Triết lên, biết ngay mà. Kỳ này Leona đọc chiêu đi. Để con Sun đứng gần đây nè, cho hai con này hồi máu cho nhau. Hóa đá ba con. Ôi mẹ, không hóa đá con nào luôn. Bị vậy. Không 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 hóa đá con nào luôn á. Really? Really? Nishitaga. Úi trời ơi, Sun ơi là Sun. Sun ơi, khốn khổ thân anh Sun. Khốn khổ thân anh. Chà, ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Choáng đó. Phải chưởng. Ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Vãi nồi. Thua rồi. Mình đánh trước là thua rồi. Ôi ôi. Chịu nổi không? Mẹ choáng liên tục. Thua. À, thua cái game Sam kìa. Mẹ con quý con KT. Ui không hồi sinh luôn. Mẹ KT thì đồng chiêu chiếc mạng choáng liên tục. Mẹ KT và người ta chưa bật nội tại nha. Chưa hề bật nội tại luôn á. Mẹ mà đồng chiêu choáng liên tục luôn. Rồi nãy là cái file kia là con quỷ con Mr. KT, nó hai con KT đều choáng. Tuyệt vời. Quá là ảo đá luôn. Mình đánh trước à. Game bịp thực sự luôn. Lin 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 lin, cái này lin ngon á. Ây da. Nem led nè. Nem led có trò đẩy đi nhưng mà chỉ sợ con Na, con Athena này lên nội tại á. À đây rồi. Ôi cho mình một nùi ấy luôn kìa. Đồ. Đồ luôn á. Rồi vậy. Mai có giảm công. Ôi tim kìa. Ủa cái gì vậy? Chí chết luôn. Chí vậy? Tên sao ấy cũng được. Cái gì vậy? Hai tầng khóa máu không ăn thua. Hai tầng khóa máu à, hai tầng ba tầng chảy máu chứ, ba tầng chảy máu. Mà không đủ tại con Thanh An đọc chiêu rồi nó sẽ được hồi máu xong rồi nó mới bị trừ. Ừ hồi máu xong mới bị trừ. Thanh An trâu ha. Cái này ra gì hợp lý lắm rồi á, hợp lý lắm luôn rồi đó. Đồ. Nó câu mình rồi, nhìn là biết rồi, nhìn là biết nó câu rồi. Nó câu cho con Athena kia chết luôn á, là nó ra con ấy là mình thua luôn á. Nó canh rồi. Nó canh rồi. Nó canh rồi, mình chịu thôi.
Cái này con Lin có thể lên khá sát thương nha. Cái này chắc chắn ra con Mai à. Nó để con Robert đằng sau đứng chính giữa nè, để con Athena lên trước. Nếu mình là nó, kẻ này nó win nữa, trừ khi con 5 nét mình chống cự thôi. Chống cự và con Lin lên khá sát thương. Ô, gì vậy? Sao vậy? Sao vậy bạn? Nhử tiếp hả? Ô, nhử tiếp hả? Nhử tiếp luôn. Nhử tiếp luôn. Ui mẹ mày, không chết kìa. Không chết là mình toang rồi. Không chết là thua rồi. Đây chắc chắn thua luôn rồi. Đây chắc chắn thua rồi. Mấy thằng này nó chơi nó tính kỹ thật sự luôn á. Thua rồi. Con này quẹt con này là đâu chết nổi đâu đúng không? Không chết nổi, không đủ nộ chứ. Đủ nộ. Không biết rồi. Má, con không đâu nãy giờ. Ui chết đựng con thôi, thua rồi. Adele có nộ, con Mai có nộ, thua. Hay, thằng này đánh hay á. Cái này chỉ cần ba con thôi, ba con này dư ram rồi, dư ram. Chị không Lin, đừng chết nha, đừng chết con Lin. Ui mẹ mày, con Lin chết luôn. Phải lên khách sát thương được thì ngon rồi. Lên sát thương phải là không chết á. Trừ khi con Adele có nộ rồi, Adele có nộ. Ui mẹ, nó xoáy một cái chết hai con luôn. Kèo này á, mình không có nhử được, biết tại sao không? Tại vì mình nhử, mình để nộ rồi này kia là con Athena nó có thể lên câm lặng bất cứ lúc nào nha. Câm lặng bất cứ lúc nào luôn. Má mà con gì ta, con nãy Adele giảm nộ nhiều quá, con ấy quẹt không đủ nộ. Ừ mà kèo đó tới là thua rồi. Mẹ pha kia nó độc chiêu mà con Mai không chết, pha đó là con Mai mất cái câm lặng rồi. Con Mai mà pha đó con Mai còn câm lặng á, thì là con Athena độc chiêu rồi, con Mai chết. Hay. À, vậy nè, mình đánh sao. Ôi ôi, ok này lấy con này đi, chấp nhận không ra con gì đầu thôi. Chấp nhận không ra con gì đầu thôi. Ôi mà kỳ à. Chấp nhận không ra gì đầu, không có gì đâu. Đúng không? Đó, mình đánh kiểu này. Đó, đánh kiểu này thôi. Khả năng cao sẽ ra cao nét á. Không? À tiếc tướng rồi, tiếc tướng là nó thua rồi đó. Tiếc tướng là sai lầm rồi. Đánh cái này đừng có nên tiếc tướng, mấy con này nó có gì đâu mà tiếc đúng không? Mấy con này nó có vẻ gì mà tiếc. Mấy con này đâu có gì đâu mà phải tiếc tướng. Thôi mà cái này mình ra con gì được ta? Không có con nào búp nộ. Ừ nộ đi, nộ giết con này thì ngon rồi. Yêu chết luôn. Ây, biết gì mình để cái con chim đứng gần ha. Ủa gì để con chim đứng gần. Tới đây cho Leona chết đi ha, đúng không? Tới đây cho Leona chết. Ở đây cho Leona chết thôi. Ừ, Leona chết chắc rồi đó. Đánh gì không chết, hơi bị ảo. Ừ đó. Ủa chí mạng luôn, bãi trưởng vậy. Ôi ôi giời ơi, tí thì toàn luôn á, vãi trưởng thiệt. Tí thì toàn luôn á. Mày he đam kìa. Tí thì toàn luôn. Giảm thủ. Hút kháng sát thương. Mẹ ơi. Ôi ôi, vậy mà mém đủ đam luôn kìa. Mai mà có giảm công đó nha, mai mà có Leona giảm công. Mày thiệt mà, đúng rồi, ca pha đó mà con ca phẩy mà nó đầu chiêu mà lên chí mạng là toan luôn. Thực ra pha đó nếu mà mình ra thêm một con, dù mà mình ra một con vệ cũng được nữa, nhưng mà tại vì nếu ra con vệ mình sợ mình không đủ đam. Đúng không, sợ không đủ đam á, mình đến trước. Ra một con vệ thủ thì cũng được á, sợ không đủ đam. Đủ, ok này lấy Ukyo đi. Kè này mình lấy Maki á, mình lấy Maki sợ nó có con ấy không. Ca phẩy vậy.
Đậu tim. Vậy đi. Này, Ukio có thể ngon nhưng mà Ukio này nó cũng có cái nhược điểm á, là nó tuột máu nhiều á, thì để con Maki nó quẹt được. Ô, tranh thủ kéo máu nó. Tê liệt á. Mẹ, đứng không cho nó búp không được à. Ô. What the hell? Vãi vậy. Cái này chơi mất Benny đi. Nó chơi mất Benny đi. Tại vì con Ryan á, nó đầu chiêu nó hồi máu được thì mình không sợ, nó đầu chiêu hồi máu. Chứ còn con kia ấy hơn. Con gì á, con Ukyo á. Ôi ôi. Nó chấp nhận thôi. Cái máu con kia xíu. Rồi hợp lý, tên sao dồn nam. Tên sao dồn nam. Heo đi có nổ á. Ê ê có chết luôn không ơi. Không đủ đam rồi. Hên quá. Hên quá. Rồi chém heo đi, ngon. Đồ yếu chết kìa. Cú đấm liên thanh. Mẹ khoa đó giờ mình cho Major nè, búp đam cho đã hàng sao nè, rồi cho con lắc nhảy gì mà con quỷ con Heavy nó không chết. Ok, thì video mình đánh BK chế độ chọn thẻ mà đọc chiêu bên sự coi chung ngày hôm nay tới đây kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì để lại cho mình một comment, một like share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.